Thưa quý vị, ngay bây giờ là trò chơi vận động, dùng sức lực để leo núi. Trong trò chơi này khác với trò chơi khởi động, lợi thế không còn thuộc về Ôn Vĩnh Quang nữa. Mỗi đội có hai thành viên, từng thành viên sẽ di chuyển lên đó lấy thú dán vào ở trên đỉnh núi. Đơn giản vậy thôi. 2 phút, đội nào dán nhiều hơn đội đó giành chiến thắng. Đội nào chơi đầu tiên? Đó là đội có ưu thế mặt văn hóa hơn. Có ưu có nhược điểm luôn đó. Đội đầu tiên là Lâm Vĩ Dạ. Lâm Vĩ Dạ đúng. Và Châu Đăng Khoa. Yeah, gài chơi trước à. Ok, đội Lâm Vĩ Dạ đã sẵn sàng hay chưa? Dạ rồi anh ơi. Tuổi già sức yếu hãy cẩn thận. Thương binh. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Cố lên Khoa, cố lên. Trời ơi. Ủa sao nó dễ dữ vậy? Dễ vậy. Ủa dễ dạ, dễ. Em đại xin lên. Trời ơi. Dạ. Thôi chị đi ra đi ngồi đi. Chẳng còn chị giả có giá trị gì trong trò chơi này trời. Thiết nghĩ chị ra ngoài này nghỉ đi. Đúng rồi đó. Yeah! Yeah! À, cái này thiệt. Đừng bỏ cuộc dễ, cố lên. Trời Khoa giỏi quá Khoa ơi. Yeah. Yeah. Cố lên được con đấy. Chị đừng có lấy đà, lấy từ từ cũng được mà. Sao có thể? Đó, cứ từ từ, đi mình từng bước. Mình mình nhẹ nhàng, đi xuyên vãng, lên từ từ đó. Đó, đó. Từ từ thôi. Bước từ từ lên. Rồi, bấm chân ổng. Lên. Xong lại xuống. Lại lên. Xong lại xuống. Lại lên, xong lại xuống. Rồi qua. Hôm nay là ngày tập thể dục của đúng không? Ui, này tập thể dục được đó nha. Khoa giống con ong quá, không biệt mài, chăm chỉ, không quan tâm đồng đội luôn.
đồng đội chống đối là gì luôn, đồng đội coi như là vô giá trị. 30 giây còn lại, một con rồi đó, cố được một con đi, trời ơi, bây giờ bắt đầu con heo này từ đầu bây giờ đó. Cố lên nào. Rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 hết giờ. Đây, chúng ta bắt đầu đếm. Hàng trên cùng 3, hàng ở giữa 6 là 9, hàng ở dưới 4 là 13. Thưa quý vị, đội tiếp theo là Ôn Vĩnh Quang và Mạc Văn Khoa. Sự tương phản về cân nặng có giúp họ hoàn thành được mục tiêu hay là không? 2 phút bắt đầu. Lên đi em. Em phải lên để có động lực. Nào. Lên nào. Thân thủ nhẹ nhàng không? Lên nhanh quá trời. Anh đẩy mẹ con đà chạy
chưa? Mình nhanh đẩy lên xong rồi. Mười. Hết giờ. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bằng đội vừa rồi, 13 con thú. Bằng đội lắm bây giờ. Thưa quý vị, sự kết hợp Elton và Halloween sẽ mang về bao nhiêu vũ khí? Chắc chắn là sẽ giải nhất cho mình. Ui, căng quá anh ơi. 2 phút, bắt đầu. Bắt đầu kìa, bắt đầu, bắt đầu. Thấy nhìn cái bực thân thủ nhẹ nhàng ha. Trời ơi, quý bác khỏe lắm, yêu như gái chú chồng mình vậy. Quá chị ơi. Chúng ta cẩn thận xem ơi. Khúc này khúc kia chạy chậm. Hai, ba. Chạy trơn lắm chứ bộ. Truyền nhân của Ôn Vĩnh Quang. Chị làm mẫu, chùm làm mẫu cho em coi cái đi chị. Nhẹ nhàng cái này đó. Sao có thể làm được nhẹ nhàng như thế nhở? Cố lên, cố lên. Đấy. Trời ơi, nữ phương nhân. Yeah. Nữ đang răng của phương nhân của châu Đăng Hoa. Rồi, em nói em mệt đi, em nói em mệt đi. Mệt không? Có. Rồi, Nguyên trợ giúp. Giúp ta. Đâu khác gì đâu. Em mời dạ đi, dạ cho giúp ra. Dạ cho giúp ra. Dạ cho giúp ra. Chân chính mình chạy làm sao lên đích trên cùng khúc được cụm dây luôn. Trời ơi, chơi đi. Cuộc đời có mấy lần 10 năm, đây là lần 10 năm đầu tiên. Vô. Nhiều khi vì phụ nữ mà có một động lực cho em. Cố lên. Chơi với em không một lần nào lên được. Có phụ nữ mà phát nó phóng cái lên liền. Ừ.
Thưa quý vị, chúng tôi không biết là thắng hay thua, nhưng có vẻ hơi mệt mỏi. Em làm được. Đó. Trời ơi, sao vậy? Lên tới nơi rồi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Buông xuôi cuộc sống buông xuôi. Em đã trận ơi, em phải một lần. Phải một lần cho người ta thấy anh sẽ trợ giúp em. Em không lên nổi luôn ấy, thật sự ấy. Em cứ chạy bình thường nha, không cần dùng lực. Chạy bình thường này, 2, 3. Tôi sai rồi. Nói tới đây là sao mới cầu được ta? Rồi, chuẩn bị 2, 3, luôn. Cái này đúng không? Thập niên 80. Bây giờ này, đứng lên nè, đứng lên, khoa đứng lên nè. Nắm tay Harry thì hai người cùng lên nè. Có được không? Được. Đứng lên chị nha. 2, 3, lên. 1, 2, 3. Lên nào. Con chết, đúng rồi. Hết thời gian. Hồi nãy đập đây mấy lần anh cũng sợ lắm, mọi người cũng sợ. Nhưng mà chắc là tại vì cái chân em nó yếu quá đúng không? Hoặc là những cái bộ vào cái nó nặng. Đây. Nhiều hơn mấy đầu kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wow. Lẽ là đội mình là về chốt. Nhưng cái sự nỗ lực Ellie Trần dù bao lần vấp ngã, thất bại là mẹ thành công. Cô ấy vẫn quyết đùng đùng đùng, từ lần đầu tới lần cuối đùng liên tục, thậm chí tấm dáng bên trong bể luôn mà cô ấy vẫn đùng, chứng tỏ cô ấy quá đam mê, cô ấy quá hy sinh vì nghệ thuật. Cô ấy chiến thắng giải nhất 2 điểm. Giải gì là Mạc Giang Khoa á? À, Mạc Giang Khoa và đội Lâm Lý Dạ là huề nhau, mỗi đội 1 điểm chung. Yeah.